trưởng nhóm kỹ thuật về COVID-19 của WHO, bà Maria Van Kerkhove, khoảng 700 ca nhiễm dòng phụ BA4 đã được phát hiện ít nhất tại 16 quốc gia và 300 ca nhiễm BA5 được phát hiện ở ít nhất 17 quốc gia trên thế giới. Bà Van Kerkhove cho biết, dù hai dòng phụ này không gây nguy hiểm hơn so với biến thể Omicron, nhưng lại lây lan nhanh hơn. WHO vẫn đang theo dõi chặt chẽ BA4 và BA5 để xác định xem liệu hai dòng phụ này có thể dần vượt qua BA2 để trở thành dòng cây bệnh chủ đạo trên thế giới hay không và hiểu hơn về cách thức lây lan các dòng phụ tại những quốc gia từng trải qua làn sóng dịch bệnh do BA2. Hiện BA4 và BA5 đang được phát hiện nhiều nhất ở Nam Phi. Theo dữ liệu từ Cơ quan An ninh Y tế Anh, UKHSA công bố hồi tuần trước, tính đến ngày mùng 5 tháng 6, Nam Phi ghi nhận 395 ca nhiễm dòng BA4 và 134 ca nhiễm dòng BA5. Báo cáo của đơn vị này có đoạn nêu rõ, dù số ca được xác định nhiễm dòng phụ này còn thấp, nhưng thực trạng các dòng phụ đang lan rộng ra nhiều nước, phản ánh virus đang lây lan thành công. Ngoài BA4 và BA5, một dòng phụ khác là BA2121 cũng đã được phát hiện ở 23 quốc gia. Hơn 9.000 ca nhiễm dòng phụ này đã được xác nhận, trong đó chủ yếu là ở Mỹ. Theo Cơ quan Phòng ngừa và Kiểm soát Dịch bệnh Mỹ, dòng phụ BA2121 chiếm khoảng 42,6% số ca mắc mới được phân tích chuỗi gen tại nước này trong tuần tính đến ngày 7 tháng 5. Hiện dòng phụ BA2 vẫn đang là dòng gây bệnh chủ đạo tại Mỹ, chiếm khoảng 56,4% tổng số ca mắc mới được phân tích chuỗi gen trong tuần nêu trên. Bà Van cho rằng, số ca nhiễm dòng BA2121 sẽ tiếp tục tăng do tốc độ tăng số ca nhiễm dòng này đang cao hơn tốc độ tăng số ca nhiễm dòng BA2, nhưng tỷ lệ nhập viện ở các bệnh nhân nhiễm dòng này không khác so với dòng BA2. WHO tiếp tục kêu gọi các chính phủ giám sát chặt chẽ tình hình lây lan các dòng phụ BA2121, BA4, BA5 và những biến thể mới có thể xuất hiện trong tương lai. Tổ chức này tái khẳng định cần tiếp tục duy trì các hệ thống giám sát, thực hiện xét nghiệm và phân tích chuỗi gen để kịp thời phát hiện bất thường và đánh giá đúng tình hình dịch bệnh